cá ngát, nhưng mà con cá ngát mà con biết nó rất là tốt, đúng bà con. Thịt nó hiền, nó mềm, dễ ăn và nó tốt cho giá thành tiền, rất tốt. Nhưng mà những người này không phải nó tốt là có bệnh này, người này ăn được và ăn được thoải mái đâu bà con. Nó chỉ kèm theo một điều kiện là cá ngát nó không có khống chế gì bệnh gì người nhiều, nhưng mà nó rất là nguy hiểm khi bị cá ngát đâm, nọc của chúng gây tử vong luôn nếu không kịp thời đến bệnh viện. Cho nên bà con ta lưu ý với cá ngát là vậy. Còn nó ăn nó tốt, bệnh nào ăn cũng được vì thịt nó hiền, nhưng mà rất nguy hại nếu khi bị cá ngát đâm cái ngát mà nó đâm bởi cái nọc của chúng nó gây tử vong nếu không kịp thời đến bệnh viện để cấp cứu. Bà con thấy cá ngát mà nó đâm là đi ngay đến bệnh viện, đi ngay bệnh viện, bởi vì nọc cá ngát nó rất độc, nọc của cá ngát rất độc đó bà con. Bà con chú ý nha, coi lỡ bị nó đâm là đi ngay vào bệnh viện bà con ơi. Cá ngát nó thuộc về họ cá trê, nó có vị ngọt, tính bình, không độc. Nếu không bị đâm là không độc. Nào nó bổ khí huyết nè, sinh tân nè, ích khí nè, rất tốt cho người bị suy nhược, cơ thể khó lên cân, tóc bạc sớm, yếu sinh lý, phụ nữ bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, tiểu đường, cứ cách 3 ngày ăn một lần, ăn bình thường như những loại cá khác, nhưng mà cách 3 ngày mới ăn một lần. 3 ngày, cách 3 ngày mới ăn một lần. Coi như ngày ăn rồi là ngày thứ tư mới ăn lại. Đó là nó nguy hiểm mà con. Nhưng mà nó rất độc, có thể chết người ngay khi bị cá ngát đâm. Nọc của chúng rất là nguy hiểm. Cho bà con lưu ý, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.